Ba đi làm rồi. Dậy à? Dậy à? Sáng rồi nhỉ? Rồi. Ôi. Đấy đấy đấy, thấy chưa? Có chó nha. Này này, thương thương này đấy. Đấy. Thương thương này, thương thương. Nào, thương thương thôi. Không đập chó đâu nhớ chưa? Thương thương em đây này này. Ấu. Trời ơi. Đấy. Đấy. Rồi. Đấy. Đấy, thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Vào mâm mâm đi. Rồi. Mẹ nhá, mẹ úp phở cho em nhá. Mì tôm cho em nhá. Ừ. Em ngồi ngoan nhá, ngồi ngoan mẹ úp mì tôm cho nào. Phở phở cho nào nhá. Ừ. Em ăn ăn xong em với mẹ đi lấy củi nhá, hết củi đun rồi nhá. Ăn xong mình đi làm thôi nhỉ. Nào nào con tránh nào nào. Nước sôi nào. Nước sôi bỏng bỏng ấy. Con ngồi im nhá. Đợi một xíu, đợi một xíu nhá. Đợi một xíu nhá nhá. Đợi một xíu nhá.
một tí đây. Đây. Nằm đi. À, con nằm à. Đây. Được chưa? Đói, đói quá rồi à hả? Ngon không? Ngon không em? Mẹ. Ngon nhỉ? Con phù phù đi. Đúng rồi. Nóng ấy. Nhộ. Ngon không em? Ngon không? Thế thì bọn em bốc lên.
Đây này không nổi. Ơ. Giờ lên vai đi. Phải như thằng ấy thằng cũ ấy nhỉ. Ở đâu? Lấy ship quá, lấy ảo nữa.
con nào muốn đấy, nó có tinh đấy, xin rồi, nó bao ảo bao lắm, con này, nó có tinh nó muốn có tinh nó muốn nó muốn lên nhanh lên ông này, thế ông con nào muốn đấy, con này con vừa ra, lấy kéo vật phẩm là mà, kéo mà, vâng, cái không muốn tranh cái với bà đâu, lấy áo bay, muốn lấy áo bay bay, con phát con chặt rồi con lấy con xin cái này thôi, áo bay lắm, muốn áo bay lắm, muốn, muốn lấy phải không, lấy phải không, muốn bao đó, bao đó, trùng với trùng đấy, muốn áo bay không, sao bà nói quá đáng với con đấy, quá đáng của nó rồi, phần đấy mấy, phần khoang đó, mình muốn lấy áo nữa. Cái này cơ, con chặt rồi thì cho bay, nó bay đó, mưa bay bay đó, đây ông ấy hình cái nào mới đấy, nó phun cua lên là bay, cây củi thôi bà, nên là ông đáng với con thế, theo giờ thầy nó lại phun cua, phun nó mới làm sao lên mà ao á, nó mới ngọ, nó mới tinh ngọ, phải làm như vậy đó, muốn làm mà ao thế cái này bà, ấu là, muốn làm ao ngọ, phun cua là theo giờ thầy nó mà cái đó, lấy ao á, cái nó vỡ ao vỡ đó, lấy ao Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Này con làm gì đấy? Ngủ, mẹ đi lấy củi. Dạ. Yeah. Đi lấy củi bà. Củi ở đâu? Thế á? Đấy, xong là bà lên ấy chửi em này. Ừ, thế á? Dành bà lại dành củi rồi, không không cho lấy. Bà lên nhiễu một hồi xong mới về kìa. Lên nhiều à? Lấy cái chỗ nọ em phát ở kia, ở ngoài kia. Sao bà lại lên nhiều à? Ừ. Ôi, sao mới bà cái này lên nhiều à? Tôi mời bà lên nhiều. Bà lên nhiều kia đâu, thằng Khoai nó ngủ ở nhà. Ừ. Đi lấy không có được ấy đâu, cây củ nào đâu. Được ngồi rác về kia đi. Ừ, không đấy. Rồi, mình nấu cơm ấy nhá. Ê, không nhịn chó nào, chó cắn đấy. Về đây, con chó đâu, Cầm que ra đây, que của con đâu. Lấy que. Que của con đâu. Nào thì đấy con. Con chó ra đây, Đấy. Con này không sờ đuôi nữa, không, 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 không